Chào các bác nhé. Tiếp tục hôm nay là ngày mùng 10 tháng 12 năm 2020. Thì em đã vắng bóng qua hơn chục ngày qua. Thì em các bác biết thì vì lý do công việc em đang làm nhà. Cho nên là cái lượng video em ra sẽ chắc là phải tầm độ khoảng hẹn các bác là khoảng 15 ngày nữa, chắc nửa tháng nữa thì em mới xong công trình nhà cửa. Thì em thì lúc đó thì em mới bán hàng ngày nào em có video ra để phụ cho các bác được đấy. Nhưng mà em vẫn bán hàng bình thường, người bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ em vẫn bán bình thường các bác nhé. Thì buổi sáng ngày hôm nay thì về thực sự mấy ngày thời tiết nó lạnh trời thì em lại lên đăng về sản phẩm máy giặt. Đây là một con dòng máy của dòng Toshiba Z9500. Đây là một mẫu siêu phẩm của dòng Toshiba, anh em rất bắt mắt, cái mẫu này rất là đẹp các bác nhé. Đây, em đang giặt test thử con Z9500. Thì con này thì có giặt là Zabon, giặt Zabon là tạo bọt vậy, chế độ giặt tạo bọt, và đầy đủ công nghệ chạy ôm từ trực tiếp và biến tần vector, rất nhiều chế độ chúng ta có thể lựa chọn màn hình LCD các nhé. Và con này thêm một cái là có Pico Ion là khử khuẩn và có Eco là tiết kiệm điện. Đấy. Con này mẫu đây các bác nhìn này. Đây là TVK Z9500. Đấy, bác nào con quan tâm về con này thì liên hệ sớm em. Đấy, máy giặt thì em rất là nhiều, nhưng tuy nhiên thì đây em sẽ quay qua bên trong này. Bởi vì lâu lâu em lại đấy các bác nhá. Đấy, rất nhiều máy giặt. Đấy, Z9100 này. Những cái con này là chưa vệ sinh. Đấy. Z8200 này. Đấy, Pala này. Em có cả máy lọc này, máy lọc không khí này, máy rửa bát này. Ở bên gian bên em ở nữa nhé, nồi cơm có hết. Em không đăng video được, em chỉ quay tổng hợp này cho các bác có thể ngắm nhìn là cái lượng mấy hàng hóa em lúc nào cũng đủ để cung cấp ra cho các bác nào có nhu cầu. Đấy, đây con Z9200 này. Đấy, Z9200 tiếp này. VR3600 này. Pala 5001 này. Đấy, cũng con Pala 1006 này. Đấy. Toshiba Z390 này. Đấy, rất nhiều mẫu, đây là những máy mà em chưa vệ sinh. Đấy, Z9500 tiếp này. Z9200 này. Và máy VR2006 này. Đấy, em rất là sợ máy giặt, để các bác nào có nhu cầu để em quay qua để các bác có thể biết được hàng của em để... Nhưng tuy nhiên thì em sẽ quay ngày hôm nay em giới thiệu cho các bác là con này ở bên ngoài. Đấy. Con Z9500 này. Đấy, chạy ok rồi, nên là bác nào có nhu cầu về cái mẫu này là mẫu cao cấp. Để cái giặt ở cái tầm này thì các bác sẽ con này máy hàng em tuyển chọn nhé, gần như hàng mới luôn. Tất cả những cái máy mà em, hàng của em về đều là những cái mặt hàng mà được em chọn lựa rất là kỹ càng. Bất kể một sản phẩm gì em bán ra, nên là các bác cứ yên tâm. Đây là một cái mục tiêu cũng như là cái hướng đi kinh doanh của em, là hướng đi là những sản phẩm đẹp và còn phần trăm cao thì em mới bán ra cho tay các bác được. Đây là cái mục đích của em kinh doanh là như vậy, nên là các bác làm có nhu cầu và cái những mặt hàng mà em tuyển chọn này thì giá em nói các bác, giá có thể là nó sẽ hơi thêm một chút so với các bác có mua bên ngoài, nhưng mà các bác người ta bảo tiền nào sẽ là của đấy. Đấy, các bác bỏ thêm một chút nhưng mà bác có mua được những cái hàng đẹp như thế này thì các bác cứ yên tâm. Đấy là cái buổi sáng ngày hôm nay em đăng lên cái sản phẩm về máy giặt như vậy. Cái con này thì đầy đủ, có sấy bằng block này, giặt công nghệ Japan và có đầy đủ chức năng để chúng ta các bác có thể lựa chọn chế độ giặt giặt khô rồi Pico Ion rồi chung là tất cả. Cái mẫu này rất là đẹp đấy các bác nhé. Đấy, vậy bác nào có nhu cầu về quan tâm về máy giặt thì em rất là nhiều, tuy nhiên thì em giới thiệu về cái con này thì bác nào có nhu cầu thì liên hệ sớm. Vâng, xin chào các bác.